Thanh Thản bây giờ ăn ác lắm, mà nó vẫn sợ người. Nó sợ người. Ngồi lên ăn rất sợ người. Ấy, nó nằm ầm. Cá ăn rất mạnh. Sợ người lắm, mình chưa quen. Hôm qua mới bắt đầu thả. Hai trăm con cho vào cái bể này thì ăn mạnh lắm. Này phải nuôi khoảng tầm 2 lạng là ăn rồi. 2 lạng là nấu canh chuối ăn rồi. Rất mạnh. Đấy, cá nổi lên ăn rất mạnh, nấp ở bên dưới cái cá rau muống. Em nuôi thử nghiệm xem có thành công không. Thế họ bảo nuôi khoảng tầm 4 tháng là được ăn.
cá ăn rất thích. Vâng, chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.